Trước mắt các bạn là thạch thị bình các bạn này. Từ những cục đá thành vụn hồng, anh em xếp lại với nhau và dùng máy bơm nước để bơm lên là thạch thị bình kích hoạt tài lộc. Đây là mẫu đầu tiên anh em xếp đá để làm thạch thị bình. Một số chuyên gia phong thủy và chủ nhà thường sử dụng loại thế thạch thị bình. Đây, đây là chậu nhỏ hơn, anh em xếp lại đá với nhau. Đây là đá hồng tự nhiên các bạn nhé, xếp lại với nhau. Anh em xếp lại với nhau. Rất đẹp các bạn. Đây, nước chảy. Đứng xa xa các bạn nhìn. Thạch thị bình kích hoạt năng lượng cho ngôi nhà của mình. Nhà các bạn nếu có sân vườn hay trong nhà dùng nhỏ hơn thì dùng đá thạch anh, là một dạng đá bán quý, xếp lại và dùng nước để kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà của mình. Các bạn dùng đá thanh hồng xếp lại với nhau, nhìn hồng đẹp cực kỳ, đẹp các bạn nhìn này. Đây, hồng rất đẹp. Đây, nếu có dịp mời các bạn ghé thăm anh em nhà sàn Tây Nguyên. Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.